Thưa quý vị thính giả, chúng tôi được gặp ông Cao Viết Lợi, điều hợp phong trào giáo dân hải ngoại. Thì chúng tôi muốn ông cho có thể cho biết cái cảm nghĩ của ông trong cái cuộc trao giải cho dòng chữ quốc tế ngày hôm nay. Vâng, trước hết tôi xin nói lại cho rõ, tôi là Cao Viết Lợi, phụ trách cái phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại miền Nam California. Cái câu hỏi liên hệ đến một vấn đề mà có thể nói rằng là nó rất là quan trọng và rất nóng trong cái tình trạng hiện tại. Cái việc mà chúng tôi chọn cái tu viện dòng chữ quốc tế cũng như Thái Hà để mà trao cái giải thưởng này đó, ngoài cái mục đích tức là vinh danh cái việc làm của các linh mục dòng chữ quốc tế cũng như là giáo dân Thái Hà. Quý vị thấy hình ảnh biểu lộ trong những ngày vừa qua trong cuộc tranh đấu cho Thái Hà thì tất cả người dân đó, không phân biệt là giáo dân hay là tu sĩ, đều đồng một lòng với nhau, có một cái niềm tin xác quyết rằng họ làm cái việc này vì sự thật, vì công lý và vì hòa bình, cho không phải là cái người Công giáo Việt Nam mà cho đất nước Việt Nam. Thưa ông có thể cho biết rằng trong khi mà giáo xứ Thái Hà và nhiều nơi như Đồng Chiêm bị Cộng sản đàn áp, mà cái thái độ rất là im lặng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì xin ông nghĩ sao về cái sự im lặng đó? Đây là một câu hỏi hết sức là hóc búa, và có thể nói là nó gây nên một cái gọi là nhiều người rất là quan tâm và nhiều người rất là ưu tư về vấn đề này. Cái thái độ của Hội đồng Giám mục cũng như là của một số các giáo sĩ nói chung đó, thì ai cũng biết cả rồi, là coi như là các ngài có thể là có một số đồng tình với là cái việc đấu tranh, nhưng mà vì có lẽ vì cái sự sợ sệt hoặc là vì cái không thấy cái Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng, cho nên chỉ các ngài cũng vẫn im lặng. Nhưng mà riêng đối với lại những người Công giáo, nhất là chúng ta đang sống ở hải ngoại, thì chúng ta không có một cái điều gì phải sợ sệt cả. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc làm đó, cái thái độ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gây nên một cái việc mà làm cho nhiều người giáo dân, không những trong nước mà cả hải ngoại, đều rất là ưu tư, bởi vì họ không biết rằng cái thái độ của các ngài như thế có đúng hay không. Bởi vì chúng ta trở lại một cái nhìn đối với lại cái việc đấu tranh cho đất nước Ba Lan chẳng hạn, cái thái độ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một cái thái độ cương quyết. Ngài nói là nếu mà cần phải từ bỏ cái chức giáo hoàng để về đấu tranh cho cái độc lập và cái tự do của giáo của đất Ba Lan thì ngài cũng về. Vậy thì các cái việc mà làm ở bên đấu tranh cho Thái Hà, cho Tòa Khâm Sứ, cho Loan Lý, cho Tâm Tòa, thì cái việc làm đó rất là chính đáng. Lẽ ra các ngài cùng với đồng tâm với lại rất nhiều dân chúng để làm việc này, nhưng mà ngược lại chúng tôi thấy rằng các ngài rất là thụ động. Vì sao? Bởi vì theo như quý vị cũng biết rằng là có rất nhiều nguồn dư luận nói rằng các ngài không muốn đồng đến chính quyền, ngài muốn là như Đức Hồng Y Mẫn nói rằng là chúng tôi muốn đối thoại, chúng tôi không muốn đối đầu. Nhưng mà làm sao đối thoại trong khi người ta không đối thoại với mình, mà mình lại cương quyết, mình cứ khăng khăng đòi đối thoại, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề nó rất là khó xử cho những người Công giáo. Nhưng mà đối với chúng tôi, những phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại có một cái lập trường dứt khoát là không có thỏa hiệp, không có xin, không có một cái yêu cầu nào khác, mà chúng tôi cương quyết đấu tranh cho đến giây phút cuối cùng là làm sao mang lại cái độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang được gặp ông Đỗ Như Điện thuộc phong trào giáo dân. Vậy thì chúng tôi xin hỏi ông nghĩ sao về cái sự im lặng tuyệt đối của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với những cái sự mà tranh đấu của Thái Hà? Một cách khách quan đó, thì tôi thật sự lấy làm ngạc nhiên và thất vọng. Tất nhiên là các vị có cái lý do để im lặng của quý vị, nhưng với tính cách là một người giáo dân
tôi cảm thấy một cái điều gì không ổn, không giải thích được. Do đó tôi vẫn mong chờ có một cái sự giải thích rõ rệt từ các vị giám mục Việt Nam trong cái sự im lặng, đặc biệt là cái biến cố mà ở Đồng Chiêm khi mà biểu tượng Thánh Giá bị đập, thì tôi nghĩ rằng đó, cách nào đó phải có cái lời giải thích tại sao đó, nhưng mà tôi hoàn toàn không thấy. Do đó tôi cảm thấy rất buồn và tôi ngạc nhiên và cũng thất vọng. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Vâng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông. Dạ, vâng.